thanh rồi giải thì cái này nó ban đầu em nghe thì em thấy nó vô lý quá. Trai Say Hi chính thức lên sóng vào tháng 6 năm 2024. Thế này, ở đây chúng ta có 3 khối Rubik còn nguyên mẫu đúng không? Và giám khảo sẽ chọn 3 khối Rubik bên kia đặt vào đây. Sau đó tôi sẽ mời đến đây một chuyên gia Rubik. Bạn ấy sẽ dựa trên cái khối Rubik mà ban giám khảo mang đến, nó xem như là một cái đề bài. Và bạn ấy sẽ dùng những khối Rubik nguyên mẫu này xoay cho đúng với cái đề bài mà ban giám khảo đưa ra. Khi đó chúng ta sẽ kê micro vào và bên kia Tuấn chỉ nghe âm thanh xoay Rubik thôi. Sau đó chúng tôi sẽ lấy 3 khối Rubik vừa mới được phá bỏ đi, bỏ đúng thứ tự vào trong 3 chiếc hộp kính này. Và Tuấn vẫn bịt mắt nhé, sẽ đến từng cái hộp này, đưa hai tay vào trong, lấy cái khối Rubik đã được phá bỏ đó, dùng trí nhớ vặn lại thành những khối Rubik nguyên mẫu như chúng ta đang thấy ở đây. Nó bất khả thi đúng không? Em thấy em bất khả thi luôn á. Và phải được cả 3 trên 3 thì mới chiến thắng. Ôi, tôi có ý kiến ấy. Dạ. Có khi là được ra sai đề rồi. Anh kiểm tra lại cái người cho đề lần nữa đi. Anh đã hỏi rồi. Sao làm được ta? Và anh nghĩ rằng đây là thử thách siêu tưởng mới đúng, chứ không phải là thử thách ở vòng đầu tiên. Không nhìn và nghe, xây và nhớ lại xây như thế nào và xây lại về nguyên bản. Em có một câu hỏi cực kỳ quan trọng, và câu hỏi này nó quyết định điểm như thế nào đối với cái phần thi của em. Chuyên gia được mời đến, em có bao giờ gặp, chơi hoặc là cùng luyện tập Rubik bên đấy chưa? Chưa, tại vì là em là ở ngoài Bắc, hình em theo em được biết là hình như là anh ấy ở trong này. Dạ, vậy thì bây giờ xin được mời chuyên gia Rubik ra đây gặp gỡ với chúng ta nha. Xin mời. Ủa? Rồi, người quen. Người quen của Vũ. Người quen. Và bây giờ anh hãy giới thiệu về mình cho mọi người biết nha. Em tên là Phan Tử Nghi, hiện em đang là ban quản trị của cộng đồng chơi Rubik Việt Nam. Em từng giành được 10 huy chương vàng và 8 huy chương bạc trong các cuộc thi Rubik ở Việt Nam và cả quốc tế. Một thành tích đáng nể. Là một người rất là đáng tin tưởng trong cái Rubik. Nghi ơi, vừa rồi có lẽ em cũng nghe rõ về cái luật chơi dành cho Tuấn ở cái vòng này. Dạ đúng rồi. Thì từ đó đến giờ em đã từng bắt gặp một bạn nào có khả năng kỳ lạ như vậy chưa? Nghe âm thanh rồi giải thì cái này nó ban đầu em nghe thì em thấy nó vô lý quá. Vậy thì theo Nghi, đây là một thử thách, nó có khả thi không? Theo những cái gì chuyên môn về Rubik mà em biết á, thì cái những cái năng lực này rất là vô lý đối với cái môn chơi này. À, nó nằm ngoài cái môn chơi này luôn rồi. Thật sự đến bây giờ chúng ta vẫn sẽ không thể nào tưởng tượng được là cái thách thức này nó sẽ được diễn ra như thế nào, phải không ạ? Cảm ơn Nghi. Và bây giờ thì xin mời Nghi qua vị trí bên đây đứng nha. Đã sẵn sàng chưa em? Em sẵn sàng. Tuấn đã sẵn sàng. Thách thức dành cho bạn ấy sẽ bắt đầu ngay sau ít phút nữa, để chúng tôi chuẩn bị nha. Thưa quý vị, bây giờ thì tất cả mọi đạo cụ của chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Âm thanh đã chuẩn bị sẵn sàng rồi phải không Nghi? Đúng rồi. Và bây giờ thì xin mời trợ lý của chương trình. Dùng cái chính cái phần mềm của Liên đoàn Rubik Thế giới để soạn ra 20 cái đề này. Nghĩa là nhìn vào 20 cái đề này thì em có thể xoay theo để ra đúng được những cái công thức đã xáo trộn đó. Bây giờ em sẽ cầm cái bộ đề này nha. Em có thể quan sát 20 khối Rubik đó cũng như là quan sát cái bộ đề này để ghi nhớ. Khi nào xong, sẵn sàng thì báo cho anh biết. Mời em. Quan trọng là ghi nhớ bước đi xong mà dùng cái thính giác để nghe ngược lại. Dạ. Cái đó cũng là cái mấu chốt của vấn đề. Phải nhớ phân biệt được. Đó. Có nghĩa là phải hai cái đó kết hợp cùng nhau thì mới giải được. Thank you.
Em xong. Mời em về chỗ. Mời trợ lý chương trình sẽ lấy khăn bịt mắt bạn ấy lại. Mời ban giám khảo lên đây để chọn 3 khối Rubik trong số 20 khối Rubik ở đây. Mình nhìn một bức vách nào sẽ giống nhau. Mời em mang qua đây. Chừng nào sẵn sàng thì Nghi nói. Có thể cho em nghe thử một vài tiếng Rubik trước được không ạ? Ok rồi. Bắt đầu. Những cái âm thanh đó thì nó rất giống nhau và mình cần phải dồn sự tập trung rất là lớn vào đôi tai để nghe được cái sự khác biệt rất nhỏ đấy. Đó là khối Rubik thứ nhất. Và bây giờ sẽ là khối Rubik thứ hai. Cũng có tự nghe, tự nhẩm, nhưng mà chắc chắn là nó giống nhau 100%. Chắc chắn không thể làm được. Xong. Và khối Rubik thứ ba. Cái bước đầu tiên nó có cái tiếng mic vào, có thể cho em nghe lại đúng không ạ? Ok. Sẵn sàng. Xong. Mời Tuấn, bắt đầu. Giải thì cái này nó ban đầu em nghe thì em thấy nó vô lý quá. Đoạn bạn ấy dừng lại là nghĩ là tiêu rồi. Siêu thử thách. Có một
cái đoạn bạn ấy dừng lại là nghĩ là tiêu rồi. Tuấn ơi. Dạ. Xong chưa em? Em xong rồi. Em ra đây với anh. Bây giờ anh sẽ bỏ cái bịt mắt của em ra nha. Em cho mọi người biết rằng khi em nghe cái tiếng Rubik của Nghi bên kia xoay thì em đoán rằng đó là khối Rubik nằm ở vị trí số mấy hay không? Đợi em một chút được không? Em vẫn không tự tin lắm đúng không? Em tự tin khoảng 80%. Vậy bây giờ anh sẽ cho em biết kết quả nha. Một, hai, ba. Khi em nghe cái tiếng Rubik của Nghi bên kia xoay thì em đoán rằng đó là khối Rubik nằm ở vị trí số mấy? Khối đầu tiên là khối số 3. Còn số 2? Là 14. Khối cuối cùng hình như là 13. Bạn. Anh trai Say Hi chính thức lên sóng vào tháng 6 năm 2024.